Kính chào bà con và quý khán giả. Rất cảm ơn bà con đã chọn chúng tôi là người bạn đồng hành. Bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay có những thông tin nổi bật sau đây. Nếu ai đã biết dưa Peppino, dưa Nam Mỹ rồi thì thử tìm hiểu dưa Peppino giống Thái Lan xem có gì đặc biệt. Mô hình này đang thu hút du khách đến Đà Lạt, Lâm Đồng. Vú sữa, một trong những đặc sản miền Tây xuất khẩu thành công sang Mỹ. Sau Tiền Giang, Cần Thơ đang quy hoạch và bao tiêu vú sữa xuất khẩu cho nông dân. Măng cụt rừng, hồng quân, trái cây sạch, dị lạ, lại dân dã được khách hàng săn đón. Huyện Di Linh phục hồi nghề trồng dâu nuôi tầm, nghề lợi thế của Lâm Đồng. Kính thưa bà con và quý khán giả, vú sữa lò rèn chắc là ai cũng không còn xa lạ nữa. Thổ nhưỡng, khí hậu và kỹ thuật của nhà vườn đã dung đắp và tạo nên những trái vú sữa nơi đây chất lượng không lẫn vào đâu được. Vị ngọt thanh và chất lượng của trái vú sữa đã chinh phục được người Mỹ. Vì thế mà cuối năm rồi, nước ta đã xuất những lô vú sữa đầu tiên sang thị trường này, đánh dấu một bước thành công nữa cho việc xuất khẩu rau quả vào Mỹ. Việc ký kết bao tiêu sản phẩm vú sữa sang Mỹ thì được nhiều nhà vườn rất là kỳ vọng. Điều này được lãnh đạo thành phố Cần Thơ thực hiện vì địa phương này cũng có lợi thế cày vú sữa. Huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ hiện có vùng chuyên canh vú sữa khoảng 1.000 hecta, chỉ đứng sau tỉnh Tiền Giang. Sản lượng mỗi năm đạt khoảng 18.000 tấn, với tỷ lệ đạt chuẩn xuất khẩu khá cao. Cuối năm 2017, lô vú sữa đầu tiên của Việt Nam đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Nắm bắt cơ hội này, Cần Thơ đã xúc tiến việc liên kết bao tiêu nông sản giữa doanh nghiệp và nhà vườn với nhiều chuyển động mới. Nông dân sẽ không còn nỗi lo về giá cả bấp bênh. Kính thưa bà con và quý khán giả, vùng Bảy Núi An Giang thời điểm này đang vào mùa trái hồng quân chín rộ. Chúng còn được gọi với cái tên là bồ quân hay là mùng quân. Du lịch phát triển, khách thập phương về vùng Bảy Núi ngày càng đông nên hồng quân, loại cây có gai, ra trái thì mọng. Khi chín thì có màu tím, vốn mọc rất là nhiều ở các vùng đồi núi thuộc hai huyện tỉnh Biên và Tri Tôn, lại càng trở nên có giá hơn. Trái hồng quân khi chín thì màu tím đệm, nhưng mà muốn ăn ngon thì chị Ngọc Như phải cho nó vào lòng bàn tay và do nó thật là mềm mới có thể cảm nhận được vị ngọt thanh, vị chua nhẹ và có một chút hơi chát nữa, nó hòa quyện vào nhau tạo ra một hương vị rất là riêng. Hương vị của trái hồng quân nếu như đã ăn thử một lần thì chắc hẳn là sẽ chẳng thể nào mà quên được. Và trước khi đến với Đà Lạt, Lâm Đồng để tìm hiểu về dưa Peppino tím Thái Lan có khác với dưa Peppino Nam Mỹ hay không, mà du khách lại tò mò đến Đà Lạt nhiều như vậy, thì chúng tôi mời bà con và quý khán giả về Bảy Núi để thưởng thức hồng quân qua một vài hình ảnh được ban biên tập tổng hợp. Vào mùa mưa thì mới có trái hồng quân thưởng thức. Những ngày này, dọc theo các ngã đường của hai huyện miền núi Tri Tôn và tỉnh Biên của tỉnh An Giang, rất dễ bắt gặp trái hồng quân bán giàn lộ. Theo các nhà vườn, trước đây do không có giá trị kinh tế nên nhiều người phá bỏ cây hồng quân để trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế hơn, như là xoài, điều, vú sữa, mãng cầu. Những năm gần đây, nhận thấy nhu cầu thị trường tiêu thụ trái hồng quân khá mạnh, nhiều nhà vườn đã nhân giống, chiết cành và trồng cây hồng quân. Hiện nay ở vùng Bảy Núi, nhà nào trồng ít cũng có chục gốc, nhiều có đến cả trăm gốc hồng quân, trồng xen dưới các tán rừng và sườn đồi. Trái hồng quân tiêu thụ mạnh ở nhiều nơi, nhất là thị trường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Campuchia. Trái hồng quân hái từ vườn bán lẻ với giá 20.000 đồng một ký. Trái hồng quân bắt đầu chín từ tháng 8 và kéo dài cho đến qua Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, cũng có một vài cây ra bông muộn, cho trái nghịch mùa vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm sau. Trồng hồng quân không tốn công chăm sóc, đến vụ là thu hoạch. Trồng sau 5 năm sẽ cho trái và mỗi năm ăn trái hồng quân 2 vụ. Vụ đầu mùa thu hoạch kéo dài 2 tháng, vụ sau chỉ thu hoạch được 1 tháng và sản lượng cũng ít dần. Đặc biệt, hồng quân không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nên trái hồng quân có thể xem là trái cây sạch. Trái cây rừng được khách hàng ưa chuộng tìm kiếm không chỉ bởi vì hương vị lạ mà còn vì độ sạch và an toàn, không thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh hồng quân, chôm chôm rừng thì măng cụt rừng cũng được săn đón. Không biết là anh Minh Thiện có từng nghe măng cụt rừng bao giờ chưa? Tôi chưa bao giờ nghe tới giống cây này. Bây giờ thì chị Cục Như hãy giới thiệu cho tôi và quý khán giả bà con được biết đi. Thật ra đó chính là trái bứa rừng được các em nhỏ ở những vùng quê, vùng núi ở Quảng Ngãi đi hái ăn chơi và nghêu ngao vui đùa. Như vậy mà hiện nay măng cụt rừng được rất là nhiều người dân đồng bằng, nhất là giới trẻ ở thành thị, săn lùng để mua. Mùa thu hoạch măng cụt rừng ở vùng núi Quảng Ngãi cũng tương đồng với trái hồng quân ở vùng Bảy Núi An Giang, kéo dài từ đầu tháng 6 cho đến tháng 8 âm lịch hàng năm. Mời quý vị về tìm hiểu về loại trái cây này.
Nhiều người dân ở miền núi Quảng Ngãi cho rằng do kích cỡ trái tương đương với trái măng cụt, lại thêm lớp vỏ dày, đặc biệt là phần ruột bên trong của trái măng cụt rừng cũng phân thành múi như măng cụt trồng ở đồng bằng, nên mới gọi như vậy. Măng cụt rừng to cỡ 2/3 nắm tay của người lớn và có mùi thơm nhẹ. Măng cụt rừng mọc quang khá nhiều và phổ biến ở vùng núi và một số vùng đồng bằng ở tỉnh Quảng Ngãi, với chiều cao khi trưởng thành từ 3-8 mét. Giá măng cụt rừng hiện nay 35.000 đồng một ký. Người dân mang gùi vào rừng hái nhưng không đủ hàng để bán. Quý khán giả và bà con thân mến, mít Thái được trồng nhiều ở miền Tây hơn là ở vùng Tây Nguyên. Giá thì khá là bấp bênh. Có lúc thì giá mít chỉ còn mấy ngàn đồng, nông dân bỏ tại vườn không thèm thu hoạch. Còn bây giờ thì nông dân trồng mít Thái ở huyện Châu Thành của tỉnh Hậu Giang vô cùng phấn khởi bởi vì trúng mùa bán được giá cao. Bình quân một công sau khi trừ đi chi phí thì lời 100 triệu đồng một vụ. Giá bấp bênh vì đầu ra của mít Thái phụ thuộc rất là nhiều vào thị trường Trung Quốc. Người dân hiện đang đánh cược 50-50 với thị trường nhờ cái kinh nghiệm theo dõi thị trường là chính. Hơn nữa thì bà con cũng cho rằng dù sao thì mít cũng không phải là cây quá khó trồng, vốn và công đầu tư thì không nhiều. Theo một nhà vườn ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, trồng 5 công mít Thái cho biết, gần 1 năm rưỡi chăm sóc, mít bắt đầu cho trái. Hiện 5 công mít được 4 năm tuổi, vụ vừa rồi thu hoạch bán cho thương lái với giá từ 55-60.000 đồng một ký tùy loại, mỗi trái từ 12-20 ký. Sau khi trừ hết chi phí, còn lời trên 500 triệu đồng. Toàn huyện Châu Thành hiện có gần 1.000 hecta trồng mít, trong đó có khoảng 70-80% là giống mít Thái. Đây là cây dễ trồng, chi phí thấp, với giá mít từ 12-15.000 đồng một ký thì nông dân đã có lời. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân không nên chạy theo giá mít đang tăng cao như hiện nay mà chuyển đổi đất lúa hay đất trồng cây ăn trái khác sang trồng mít Thái, vì sẽ dẫn đến cung vượt quả cầu. Kính thưa bà con, trong thời buổi giá nông sản cứ bấp bênh với những con vật quen thuộc như là heo, gà, vịt, ngỗng, nuôi nhiều thì gặp cảnh dội chợ ế hàng. Gần đây không ít nông dân Hậu Giang đã chuyển sang nuôi bò, nuôi dê và bà con tận dụng nguồn thức ăn có sẵn tại địa phương để phát triển đàn. Theo nông dân, đầu ra của hai con vật này đang rất tốt. Hiện một số người dân ở xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy nuôi bò vỗ béo mang lại thu nhập khá. Theo những hộ nuôi, loại bò được chọn nuôi là bò lai, có khung xương to, chắc khỏe và không quá già. Khi mua về, bò nặng khoảng 150 kg một con, giá từ 9-10 triệu đồng một con. Sau 7-8 tháng nuôi, bò đạt trọng lượng bình quân 300-350 kg một con, lợi nhuận khoảng 10 triệu đồng. Ưu điểm nuôi bò vỗ béo là chuồng nuôi không cần diện tích lớn, có thể tận dụng chuồng heo để nuôi, đặc biệt là nguồn cỏ và rơm ở địa phương rất dồi dào. Toàn xã Vĩnh Thuận Tây có hơn 10 hộ nuôi, mỗi hộ nuôi từ 2-4 con. Giữa người dân và nơi cung cấp bò kết hợp đảm bảo đầu ra, nên người nuôi rất an tâm trong thực hiện cách làm này. Lâu nay chúng ta thường nghe bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm học sinh sinh viên, chứ chúng ta ít nghe bảo hiểm bò sữa hay là con vật nào đó, đúng không ạ? Đây là một dạng bảo hiểm nông nghiệp mà các nước phát triển rất là chú trọng, nhưng mà ở Việt Nam thì hiếm khi thực hiện. Và mục đích của mọi hình thức bảo hiểm thì cũng là hạn chế rủi ro cho đối tượng được bảo hiểm. Vừa qua tại thành phố Bảo Lộc, công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp APIC cùng với ngân hàng Agribank Lâm Đồng và Lâm Đồng 2 phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thí điểm bảo hiểm bò sữa trên địa bàn tỉnh. Lâm Đồng hiện là vùng phát triển chăn nuôi bò sữa lớn trong cả nước. Bà con nông dân cũng đang rất quan tâm đến vấn đề này. Chính vì vậy, việc triển khai thí điểm bảo hiểm bò sữa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ giúp cho bà con nông dân hạn chế được rủi ro, nâng cao giá trị trong phát triển chăn nuôi của địa phương. Theo đó, thời gian bảo hiểm bò sữa tối thiểu 6 tháng, tối đa không quá 12 tháng. Số tiền bảo hiểm không vượt quá 40 triệu đồng một con bò sữa. Điều kiện về chuồng trại trong chăn nuôi, độ tuổi, sức khỏe của bò sữa khi tham gia bảo hiểm. Được biết, toàn tỉnh hiện nay có trên 20.000 con bò sữa với 1.267 hộ, 4 doanh nghiệp chăn nuôi tại 6 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh là Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc. Trồng dâu nuôi tầm được duy trì và phục hồi trở lại do giá cán tầm thời gian qua đủ để người trồng dâu nuôi tầm ở Lâm Đồng kiếm sống được. Trong thời gian gần đây, nhờ giá cả ổn định, bà con nông dân ở huyện Chi Linh đã mạnh dạn phục hồi nghề trồng dâu nuôi tầm. Hiện nay, diện tích dâu trong toàn huyện ước khoảng 260 hecta. Tuy vậy, diện tích hiện có trong toàn huyện vẫn còn thấp hơn 50% so với thời kỳ hoàng kim của nghề trồng dâu nuôi tầm và thấp hơn 30% cách đây 10 năm.
Nhờ phục hồi diện tích dâu chủ yếu là các giống dâu cao sản như là S7CP, VA201 nên nghề trồng dâu nuôi tầm của nông dân đạt hiệu quả cao hơn so với trước đây. Năng suất phổ biến đạt từ 40 đến 60 kg kén một hộp trứng tầm. Giá kén tại huyện Di Linh giữ ở mức ổn định 120 đến 130 ngàn đồng một ký. Kính thưa bà con và quý khán giả, trong vài năm trở lại đây, dưa pepino màu vàng không còn quá xa lạ đối với người dân và du khách khi mà đến với thành phố Đà Lạt. Mà người tiên phong trồng giống dưa Nam Mỹ này chính là anh Nguyễn Định, chủ trang trại Định Farm ở đường Vòng Lâm Viên, phường 8, thành phố Đà Lạt. Chưa dừng lại ở giống dưa này, anh Định đã mạnh dạn nghiên cứu và trồng thêm giống dưa pepino tím được nhập về từ Thái Lan với hàm lượng chất dinh dưỡng tăng gấp đôi. Theo anh Định, dưa pepino tím không chỉ có hình dáng đẹp mà còn ngọt hơn cả dưa pepino vàng, vị đậm hơn, mùi thơm dễ chịu hơn và sắc tố tím dinh dưỡng vượt trội. Sau 5 tháng trồng thì anh tiếp tục thành công và cho lứa trái đầu tiên đạt hiệu quả. Mô hình trồng dưa pepino sọc tím sẽ được giới thiệu đến quý bà con và khán giả ngay sau đây. Nhìn vườn dưa pepino tím với 500 gốc được trồng thử nghiệm trên diện tích 200m2 sai triệu quả, khiến người thượng lãm không khỏi trầm trồ, và nhất là chủ nhân của trang trại Định Farm ở đường Vòng Lâm Viên, phường 8, thành phố Đà Lạt, mừng thầm, tạm hài lòng khi mà những khó khăn ban đầu bỏ ra đã không uổng phí. Từ khi nhập giống ở Thái Lan về nghiên cứu, trồng chăm sóc cho đến khi đơm hoa và cho lứa trái đầu tiên. Sau 5 tháng, từng trái dưa pepino tím không chỉ đẹp mắt mà độ ngọt cũng đậm hơn, hàm lượng chất dinh dưỡng cao hơn gấp 2 lần so với giống dưa pepino màu vàng, cũng đã được anh Định trồng trước đây đã thành công. Loại dưa pepino sọc tím này có thời gian sinh trưởng khoảng 5 tháng và tuổi đời khoảng hơn 2 năm. Quá trình chăm sóc cây phải rất tỉ mỉ vì đây là giống cây khó thích hợp khi trồng ở Việt Nam. Khâu mà chăm sóc nó sẽ khó hơn dưa vàng, là cây này cần nhiều ánh sáng và kỹ thuật chăm sóc cao hơn. Về sâu bệnh thì chủ yếu là côn trùng vậy, thì thường là sẽ bị côn trùng như ong chết hút, nó sẽ ảnh hưởng đến trái. Thành ra mình sẽ có khâu quản lý về côn trùng. Ở đây đặc biệt thì do đang thử nghiệm nên em không sử dụng phân thuốc, là mình chỉ là cho sử dụng phân bón và nước qua hệ thống tưới nhỏ giọt thôi. Hàng ngày rất nhiều nông dân từ các vùng lân cận cũng như du khách khắp nơi tìm đến trang trại của gia đình anh Định để tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ mô hình trang trại sạch. Và nhất là tìm đến tận nơi để được nhìn và cầm trái dưa pepino sọc tím độc lạ này. Loại dưa này rất lạ và rất độc đáo. Em có thể giới thiệu các bạn, các du khách ở khu vực miền Trung nói riêng thì đến Định Farm để thưởng thức và nghiên cứu cái loại dưa tím này nó độc đáo như thế nào. Không chỉ dừng lại ở đó, trong thời gian tới, anh Định sẽ phát triển thêm 500m2 trồng dưa pepino sọc tím nhằm làm đa dạng các mặt hàng nông sản của công ty, ngoài cà chua sô-cô-la, cà chua cherry, cà chua bíp, cải cầu vồng, chanh leo tí hon. Ngoài việc đáp ứng sản phẩm cho thị trường mà còn góp phần tạo thêm một điểm tham quan ấn tượng cho du khách khi tìm đến trang trại Định Farm để trải nghiệm thực tế. Cái mùi vị thì nó thơm hơn, độ ngọt tốt hơn, độ rich cao hơn. Và cái mẫu mã hình dáng trái trông cũng bắt mắt hơn. Có thể nói du lịch canh nông đang là một trong những mô hình du lịch trải nghiệm được chú trọng tại tỉnh Lâm Đồng. Và dưa pepino tím độc lạ tại trang trại Định Farm sẽ giúp du khách có thêm một địa chỉ nữa để trải nghiệm khi đến với thành phố mộng mơ này. Dù có nhiều ưu điểm nhưng dưa pepino tím khó trồng, trái ít và tốn công chăm sóc nhiều hơn so với những loại cây trồng khác. Vì sự độc lạ cho nên đã thu hút khách hàng và khách du lịch tìm đến mô hình này để tham quan học hỏi. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai. Nếu như có ý kiến phản hồi đóng góp về chương trình hoặc là muốn giao lưu tìm hiểu về cây con giống mới, bà con và quý khán giả liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email 365ngaychuyendonglTVA@gmail.com hoặc qua số điện thoại 0263 3829930.